Nếu các bạn đang cần tìm mua một chiếc giường massage khung gỗ cho spa của mình nhưng chưa biết mua ở đâu, các bạn đang băn khoăn về chất lượng hay đang lo lắng về giá thành cũng như là về chất liệu của gỗ, thì các bạn hãy đến với chúng tôi, công ty Nhật Gia Long, nơi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Giường massage khung gỗ được chúng tôi thiết kế và sản xuất chi tiết, cẩn thận từ khâu chọn vật liệu cho đến quá trình gia công. Khung giường được làm 100% từ gỗ thông, đã qua tẩm giấy và phun sơn cẩn thận, tạo cấu trúc chắc chắn và chịu lực tốt, không cong vênh, mối mọt, cho thời gian sử dụng lâu dài, giúp các bạn tiết kiệm chi phí tối đa. Chân giường được làm theo tỷ lệ vuông 8x8cm, có khả năng chịu tải trên 400kg, đảm bảo không rung lắc hay tạo ra tiếng động trong quá trình massage cho khách hàng. Khung giường được đi mộng theo kiểu truyền thống, dễ dàng tháo lắp, mang tính thẩm mỹ cao, chứ không như các mẫu khác đang có trên thị trường hiện nay. Sàn giường được gia cố bởi 2 thanh gỗ dày và 13 lan gỗ chắc khỏe. Phần đệm giường được làm từ lệm cao su đàn hồi với độ dày 10cm tiêu chuẩn. Lớp bọc ngoài được sử dụng giả da cao cấp với đường may chi tiết, tỉ mỉ từng mũi kim, đảm bảo êm ái, đàn hồi và không bị sụp đổ, biến dạng trong quá trình sử dụng. Điểm nhấn đặc biệt ở mẫu giường massage của Nhật Gia Long là chúng ta có thể nâng hạ ở phần đầu giường. Và ở đây là chúng ta có 3 mức nâng hạ, giúp các bạn thao tác dễ dàng khi chăm sóc cho khách. Đây có thể coi là một điểm mạnh, một ưu thế đắt giá của Nhật Gia Long mà nhiều đơn vị khác không có được. Kích thước tiêu chuẩn của giường massage là chiều rộng là 70cm, chiều cao là 70cm. Chiều dài của giường là 180cm. Ngoài ra các bạn có thể đặt giường ở công ty Nhật Gia Long bằng khung sắt sơn tĩnh điện theo kích thước, màu mã và màu sắc khác nhau phù hợp với không gian làm việc của bạn. Như các bạn thấy, mẫu giường massage ở đây có 2 màu, đó là màu nâu vàng và màu trắng. Về phần đệm thì chúng ta có đệm màu đen và đệm màu nâu vàng. Để liên hệ mua và đặt hàng, các bạn gọi đến số hotline của công ty 0928 998 899 hoặc 0995 995 116, hoặc các bạn có thể truy cập vào liên kết được đặt ở dưới video này. Và đến địa chỉ trực tiếp tại công ty là 27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ sản phẩm của công ty. Hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo của công ty Nhật Gia Long. Xin chào các bạn.